người rất ít khi nào mà đánh phấn hay là dùng kem nền truyền thống. Thường là độ lâu trôi không được cao cho lắm. Phải chọn tông đúng với lại màu da của mình. Chỉ đến cái đoạn mà phải thoa cả ngàn lớp lên da, từ kem lót cho tới kem che khuyết điểm rồi kem nền, thì lúc đó da mình đã bị phủ một lớp quá dày rồi. Màu thường là sẽ bị xuống tông sau khoảng tầm từ 3 tới 4 tiếng sau khi mà mình make up từ buổi sáng. Những bạn mà da ngâm như Trish ấy, để tìm được một màu phấn nền phù hợp thì rất là khó. Và nếu như mà mình muốn chọn những cái loại kem nền lâu trôi waterproof thì mình lại sợ là nó hơi có độ che phủ hơi cao quá và gây bí da. Còn lại thì sẽ chọn những loại làm móng nhẹ hơn để lớp trang điểm hơi tự nhiên. Hi. Hi. Oh, hi. I'm going to do your makeup and I'm gonna use this new item on your face. So it carries about like variety shades and a weightless. It definitely give you like all day 16 hour long wearing. Just need a very very thin layer and give it a like complete look. Okay. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Oh. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Wow, lớp nền này công nhận đúng là đẹp thật ý. Thì theo Trích thấy được á thì cái lớp nền của mình bây giờ nó khá là nhẹ. Nó rất là mỏng mịn, nó rất là căng mát. Nó tệp màu da với Trích. Có thành phần gì đó dưỡng da hơi một chút xíu bóng bóng, kiểu như là có một cái ánh rất là khỏe. Mình cũng thấy là da mình có một cái độ căng nhất định, không có cảm giác như là dùng nền luôn mà giống như là dùng kem dưỡng thôi vậy đó. Bạn có tò mò vì sao có được một lớp nền hoàn hảo như thế không? Tất nhiên là mình rất là muốn biết vì cảm giác trên da của mình bây giờ rất là tuyệt. Oh wow, là kem nền của NARS. Thì đây là NARS. Oh, mình nghĩ lọ này giống lọ foundation kem nền ở nhà mình đã có. À không, nhưng mà cái lọ ở nhà mà mình có thì cái bao bì của nó là dạng lì. Còn lọ này thì mình thấy nó là một cái lớp như là lọ thủy tinh á. Cái này là loại mới đúng không? Chắc là đây là loại mới. Đây chắc chắn là một lọ foundation mới của NARS. My name is Jonathan, represent NARS Cosmetics. Today we're gonna talk about our natural radiant foundation. For the first time, the NARS foundation actually the contain with high pressure concentrate carry with the skincare into the foundation. Actually give you like a smooth and creamy effect and on your skin it feel lightweight and comfortable. Very long wearing, it's easy to blend to your skin and also give you natural radiant finish. In NARS, we always encourage everyone use their finger or palm on your face as the best makeup applicator. No one else.